Đây đúng rồi. Là đây rồi. Sư Minh Tuệ. Wow. Chính xác cái chỗ này luôn. Cái viên miếng đá đó. Dạ. Cái vạc đá đó. Dạ. Sư Minh Tuệ, để bạn. Dạ. Cái vạc đó đó. Dạ. Cái vạc đó đã được các anh quay. Dạ. Đây. Không hình nhưng mà có bóng. Dạ. Thật là may mắn. Khi tìm được cái nơi thầy ngồi thiền trong những năm vừa qua. Dù rằng là có hỏi một số dân ở phía dưới, người ta chỉ hướng đi lên trên núi, nhưng mà người ta cũng không rõ rằng là cái cốc nào, vì trên này có rất nhiều cốc. Nhưng mà hai anh em mình là cố gắng. Nhưng mà trong lúc đi, anh có niệm trong lòng là giúp anh để tìm được cái nơi đó. Tại vì anh biết nếu mà tiếp tục đi luôn thì mình sẽ thôi và mình sẽ bỏ cuộc. Anh biết điều đó, tại vì mình lâu có thể gọi là đây lần đầu tiên leo núi ở độ cao mà dốc như thế này, nhưng may may quá cái cái con đường nó dẫn mình đến nơi thầy tu hành trước đây. Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi. Sáng nay Phương có mặt ở núi Sạn đó bà con các bác chị, núi Sạn phường Vĩnh Hải. Thì có một cái anh khán giả sáng nay đi với Phương, ảnh thích rất là thích leo núi. Thì ảnh có xem những cái video của Phương đó, đi đến chùa rồi đến những cái cốc ở trên núi đó, ảnh rất là thích. Thì ảnh ra Nha Trang ảnh nói là sáng nay nhờ Phương đó là dẫn đi phượt rồi đến những cái cốc đó bà con các bác chị. Bây giờ bà con khán giả đi với Phương ha. Bây giờ Phương sẽ quay qua anh. Anh là khán giả của Phương rất là lâu rồi bà con các bác chị. Bên này là anh khán giả của Phương bà con các bác chị. Em chào anh ạ. Chào Phương. Hôm nay thật là một cái sự việc rất là vui mừng được cùng Phương đi lên núi để tham quan những cái nơi mà các sư thầy tu. Và cũng nhân cái dịp này được đi tham quan cái nơi đặc biệt là thầy Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ đã từng tu ẩn, cho nên nhờ Phương đưa anh đi tham quan cái khu vực mà sư đã từng trú ẩn và tu một thời gian trước đây. Thì hồi sáng hồi sớm giờ anh đi cũng khá là mệt, bây giờ cũng đang dừng tại đây bà con có bán chị. Bây giờ là mình đi theo lối này. Rồi. Đây là lần đầu tiên đó Phương cũng đến đây các bà con có bán chị. Thì Phương cũng đi đại thôi. Có một cái lối mòn nè. Bây giờ anh em mình đi ha. Đi. Ở đây là mình đang đi vô một cái rẫy nè. Bên này có một con đường mòn nữa anh ha. Thôi mình đi theo cái con đường này đi. Dạ. Anh Quang thì ảnh hay xem kênh của Phương bà con cô bán chị. Mỗi lần mà Phương quay Phương quay núi rồi Phương đi phượt đó, lên mấy chùa ở trên núi đó, anh rất là thích.
Đây là người ta cũng đã xếp đá sẵn rồi nè anh ha. Đây nè, con lối này cũng dễ đi ha. Anh Quang đi trước rồi, đi. Rồi, rồi. Thời tiết sáng nay nắng đẹp, nhưng mà đứng gió mà con có bán chị. Lên tới đây về sầu rất là nhiều ha anh ha. Nghe tiếng ve nè, tiếng ve nè. Ok, không biết đi lối nào nữa, coi chừng đi lộn đường đó. Bên này có một lối đi nè. Rất là nhiều lối luôn. À chắc là mình nghĩ là chắc rằng mình đi lên cao quá ha. Quả thật là tới cái nơi thầy. Tới cái nơi thầy tôi. Đây là ngược lại xuống rẫy rồi. Rồi anh Quang đi trước đi, anh Quang. Để anh đi trước cho. Anh Quang lần đầu tiên đi với Phương đó, anh nói đi như thế này khỏi mua nước. Đi lên đây mà không mua nước là không chịu nổi đâu. Tới đây là thấy mệt rồi. Bên này có một lối mòn, chắc mình đi theo lối này đi. Đây này, đi lên nữa này. Đây là sồi nè anh Quang. À, sồi rừng hả? Mệt chưa anh? À. Bên này có một cái lối mòn nữa nè. Ở trên đây rất là nhiều hang á mà con có bác chị. Sao mình đi rồi. Wow. Đi qua đây thử anh Quang. Bên này là không có lối đi rồi. Rồi đi thẳng ra luôn. Hồi nãy mình lên anh Quang. Hả? Hồi nãy mình lên thấy cái nhà tôn tôn đứng ở dưới đó, nằm hướng nào ta? Không biết. Không cách nào. Nơi này lắc hết rồi. Đi đại thôi. Wow. Ui da. Wow. Đi lên nữa anh. Anh lên đây thấy tâm hồn như thế nào? Anh Quang. Toát mồ hôi. Hả? Toát mồ hôi cho nên chưa dừng lại được. Wow, đuối rồi. Đây nè. Đây đúng rồi. Là. Đây rồi. Sư Minh Tuệ. Wow. Chính xác cái chỗ này luôn. Cái viên miếng đá đó. Dạ. Cái vạc đá đó. Dạ. Sư Minh Tuệ, để bạn. Dạ. Cái vạc đó đó. Dạ. Cái vạc đó đã được các anh quay. Dạ. Đây. Không hình nhưng mà có bóng. Dạ. Không hình nhưng mà có cái bóng. Dạ. Kia kìa, người ta có Sư Minh Tuệ. Đây là coi như là cái này đó, cái màu xanh xanh này nè, như là đây 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 đây, đây. Yeah. cái sọ thầy nè, à, đây là thầy đó, yeah. Đó cái khuôn mặt đó, yeah. Cái lưng cong nè, thầy ngồi nè, đó, thấy không? Cái bóng của thầy. Dạ. Từ lúc lên
Thắng hỏi anh. Dạ. À xin lỗi. Phương hỏi anh. Dạ. Phương hỏi anh. Mệt quá. À, sư không có trên này. Dạ. Nhưng mà anh nói mình theo cái bóng. Mình theo bóng của thầy chứ. Biết rằng không có thầy trên này. Dạ. Nhưng mà theo cái bóng thì bây giờ mình thấy được cái bóng. Dạ. À thì đó mãn nguyện rồi. Bây giờ mình ngồi nghỉ chút nha. Dạ. À, từ nữ dòng trái đất. Dạ. Anh chị ra Nha Trang và ao ước đến nơi này đúng không anh? Dạ đúng. Dạ, anh đúng. Rất là mừng khuôn mặt ảnh rất là vui với bà con cô bác anh chị. Bây giờ thì anh nghỉ một chút xíu đi ha. Thì đây nước đây. Thì lần đầu tiên thì anh cũng đến đến gặp em, lên kênh của em ha. Đây nè. Sư Minh Tuệ này. Rồi bây giờ mình nghỉ một chút xíu ha. Mình sẽ đi quần qua cái này. Còn có một cái hang nào ở đây nữa không ha? Ở phía bên đây cũng có một cái hang này. Thôi bây giờ thì mình nghỉ chút ha anh ha. Anh cũng khá mệt đó mà còn có bán chị. Bên này là thành phố nè. Thẳng ra kia mà nhìn thẳng ra biển đó. Ở phương quay phía bên này nè. Anh nhận dạng ra cái nơi đây là sư tu hành trong thời gian vừa qua là bởi vì anh xem các cái clip của các anh YouTube quay, thầy đang ngồi thiền định và sư đang ngồi thiền thì nó có cái bóng, thì anh nhận dạng ra cái bóng này, cái bóng này cái hình dạng của nó đi từ cái đầu tròn xuống cái lưng cong của thầy và cái thầy tọa đà thầy ngồi đó, thì cái áo khắc sĩ của thầy nó vươn lên, cái nó hiện ra mà mình có thể cảm nhận như thầy đang ngồi tại đây vậy đó. À cái này hay là chắc tại vì anh ngưỡng mộ thầy quá. Em thấy nhìn thấy cái này đó anh. À, đây này đó, đây là cái tay của thầy ha. À, à đó đó đúng không? Đó đúng rồi đó. Rồi. À, đó đó, cho nên cái này là tự nhiên nha. Ha, anh ha. Đúng rồi, nó dạ, tự nhiên. Cái đất này phải tự nhiên nè. À. Mà cái kích cỡ của là đúng cái mình tuy chưa được gặp thầy ngoài đời. Nhưng mà qua cái clip video thì mình thấy là cái vóc người thầy nó vừa luôn, nó vừa tạ vừa. Thật sự là một cái sự may mắn cái quả núi này nó có mấy chục đường lên. Dạ. Và nó có rất nhiều cái hang đá mà hai anh em mình cũng đi đại hả? Anh với Vương đi. Mà hồi lúc ở dưới anh có điểm. Dạ. Anh nói giúp cho anh gặp, chứ mà nếu mà đi lùng chắc là chịu không nổi. Dạ. Tới lúc giờ trưa nắng nó lên á. Dạ. Mình sợ mình kiệt sức. Dạ. Anh có niệm trong lòng đó là mong được gặp cái nơi thầy tu. Dạ. Cái mình đi lên mình rẽ phải rẽ trái gì bây giờ anh không nhớ đường xuống luôn. Dạ. Nhưng mà rẽ tới đây. Em cũng đi đại thôi à. Em cũng đi đại rồi. Không ngờ mình cũng là đến cái chỗ nơi đây ha. À. Chứ không mình đi ở dưới đó rất là nhiều lối đúng đi. Rồi. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Rất là nhiều lối đi. Hình như là tất cả những cái câu hỏi và câu trả lời của các dân cư ở phía dưới. Dạ. Họ cũng tư duy khi họ trả lời, họ cứ chỉ hướng ở trên núi đó. Dạ. Rồi có con đường đó. Dạ. Rồi rất có nhiều cốc thì mình đi tới. Thật là may mắn khi tìm được cái nơi thầy ngồi thiền. Dạ. Trong những năm vừa qua. Dạ. À, dù rằng là có hỏi một số dân ở phía dưới. Dạ. Người ta chỉ hướng đi lên trên núi, nhưng mà người ta cũng không rõ rằng là cái cốc nào, vì trên này có rất nhiều cốc. Dạ. Nhưng mà hai anh em mình là cố gắng. Dạ. Nhưng mà trong lúc đi. Dạ. Anh có niệm trong lòng. Dạ. Là giúp anh để tìm được cái nơi đó, tại vì anh biết nếu mà tiếp tục đi luôn thì mình sẽ thôi và mình sẽ bỏ cuộc. Dạ. À, anh biết điều đó tại vì mình lâu đó, có thể gọi là đây lần đầu tiên leo núi ở độ cao mà dốc như thế này, nhưng may. Dạ. May quá cái. Dạ. Cái con đường nó dẫn mình đến nơi. Dạ. Thầy tu hành trước đây. Dạ. Tuy rằng thầy không có nơi này. Dạ. Nhưng mà
mình đã biết trước điều đó, nhưng mà cái lòng mình ngưỡng mộ thầy. Cho nên mình nói rằng nếu không có hình thì cũng phải có cái bóng. Mà quả thật là anh em mình gặp được cái nơi thầy tu và có cái bóng đó ẩn ở trên một cái vách đá. Hình dạng đó nó y như thầy vậy đó. Cho nên nếu ai có dịp mà về Nha Trang đi tham quan du lịch thì liên lạc với Phương qua cái kênh YouTube này. Phương hy vọng rằng Phương còn nhớ đường, cũng do cái duyên để duyên mà đó. Phương đưa lên. Em cũng nghĩ là nhiều khi có duyên, có những lối đi sẽ dắt mình đi một lối khác. Nhưng mà mình đi không lộn đường. Đúng rồi. Cứ con đường nữa đi hoài mà nó còn lại tới đây. Anh là phát hiện ra. Cho nên là đây là cũng có một chút may mắn trong cái ngày hôm nay hai anh em mình gặp nhau mới quen. Và tại vì anh xem mấy cái kênh của Phương cho nên anh mới liên lạc với Phương. Thì cũng gửi gắm cho tất cả các bạn hữu gần và xa. Nếu có muốn trở lại cái núi nơi thầy tu thì nhờ anh Phương. Nhưng mà hy vọng thôi nha, chưa chắc gì anh còn nhớ được. Tại vì cái đây cũng là một cái ký ức trong một đời người. Đây có thể là một ký ức trong đời người. Bản thân tôi không cần phải thâu hình gì hết. Nhưng mà nó nằm ở trong tôi mãi mãi, cho nên tôi cũng không móc camera ra quay để làm gì. Tại vì tôi biết nó nằm ở trong lòng tôi mãi mãi. Cảm ơn anh. Lúc anh xá đó thì anh thấy khuôn mặt thầy nhìn lại hướng này. Anh thấy khuôn mặt thầy, khuôn mặt bây giờ nằm hướng này trực diện. Cho hồi nãy lúc đầu anh nhìn lúc anh lên đó, là anh thấy khuôn mặt cái đầu tai đây. Bây giờ anh nhìn lại anh mới thấy cái khuôn mặt ở đây nè. Anh mới thấy nhìn ra hướng này. Lúc mình ngồi xuống đó, mình thấy rõ lắm. Lúc mình quỳ xuống mình thấy rõ dễ sợ. Đặc biệt cái nụ cười của thầy. Thấy rất là rõ. Giai đoạn này là cái hành trình để đi tìm cái bóng của thầy. Hy vọng rằng trong cái quãng đời này còn lại được thấy hình của thầy. Đó là điều mình mong ước. Bên này mình cũng nhìn qua bên thành phố nữa anh. Bên này có một cái hang này. Ở đây là rất là nhiều hang đó mà con có bán chị. Này Phương phải Phương phía dưới ha. Wow, khá nguy hiểm. Ồ, cảnh đẹp quá. Đẹp lắm. Anh Quang. Anh, wow. Anh nhìn rồi bây giờ mình sẵn đây mình cũng đi lên này một chút ha, tham quan trên này. Tạo ra một cái. Trên này có một cái tảng đá rất là lớn. Đi lối này mình đi lên nữa anh Quang. Wow. Trên này nữa anh Quang ơi. Đây một cái hang nữa nè. Đây có một cái hang nữa nè. Wow. Anh Quang. Cái này bên đây nữa anh. Wow. Anh Quang. Cục đế này nó hay quá, nghiêng như thế này nè. Wow. Ồ, trên này bằng. Bên này là một cái lối đi nữa nè. Đi qua bên kia. Wow. Ồ, bên đây nữa nè. Nhìn trên này, nhìn kinh cao rất đẹp anh Quang ơi. Đây nhìn xuống thành phố anh Quang.
Bên này có một chiếc áo. Bên này có một cái lối đi nữa anh Quang. Đây nè. À, không mình đi, mình đi trở lại thôi mà. Tiếng về sầu. Hay ha, công nhận cái cục đá này nó nghiêng như thế này hay ha anh Quang. Đây có một lối lên nữa nè anh Quang. Có một cái lối lên nè. Nữa luôn nữa. Dạ. Bên này một lối đi nữa. Bên này có một cái hang nữa này. Bên này là một cái con dốc đi xuống. Là Phương lên ở này. Ngay chỗ này là anh Quang đứng đó đi ha, anh lên cao không được đâu. Vẫn còn lối đi. Wow. Wow. Phương sẽ lên một đoạn nữa thôi và con có bác chị để thử sức Phương coi như thế nào ha. Ồ, trên này có một cái hang nữa. Wow. 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 Rất là nhiều lối đi. Ở đây có một cái hang nữa đây. Nếu mà mình đi hoài thì cũng còn con đường mòn này hoài thôi. Rất là cao. Thôi bây giờ Phương Hoa sẽ xuống lại ha. Xuống lại cũng cẩn thận mà còn có bánh chị dở trơn lắm. Ui à. Ui à. Chỗ này mình lên cái núi này đó bà con có bác chị, mình đi núi đó thì mình cũng mang đôi giày chống trượt các bà con có bác chị, phải giày leo núi không thôi là cũng dở té lắm. Ok. Nó lôi ra hết nó lòi lại, nó gác qua gác lại. Dạ. Hồi xưa là đất nằm đây hết. Dạ. Mưa nó cứ xói dần nó lộ ra. Ồ, nằm như thế này hay quá ha anh ha, anh Quang ha. Bên này đỡ, bên này dạ. Tấn. Lực cái dầu qua đây mà viên này phải bự lắm, dạ. Để chịu lực. Dạ. Ẩn sĩ hang.
Hôm nay Phương đi lên đó, càng đi là càng có cái con đường mòn mà con có bán chị. Thì sáng nay thì anh Quang cũng bận, thành ra bây giờ là 9 giờ rồi anh Quang ha. À, đúng rồi. Anh 10 giờ là nó về có công chuyện mà con có bán chị, nếu không thì Phương cũng đi lên cao nữa. Đã Phương quay lại. Ơi chà. Nơi thầy Minh Tuệ đó. Một lần cuối. Nam mô A Di Đà Phật. Phương Dân Quang cũng có duyên nơi này đó, bà con có bán chị. Tại vì mình ở dưới mình đi lên đó thì có rất là nhiều cái con đường. Nếu mà mình mà đi sai đường đó, mình quay lại rất là mệt. Hơn là hai anh em đi một thẳng một lèo tới hang của thầy luôn. Hên Quang ha. Mình cũng có duyên nha. Này, thấy nghe tới cái dạ. Đi một lèo là tới luôn. Dạ. Dạ. Dạ, theo anh. Tại vì anh nhìn những cái nhịp á. Dạ. Cái bước chân thoăn thoắt của thầy á. Dạ. Anh nhìn cái nhịp á. Dạ. Anh tưởng tượng rằng là nếu thầy bước á, cái lực cơ thể của thầy á, cái nhịp chân thầy đi á, thì anh nhìn cái con đường này là anh tự nhiên anh quyết định từ rẽ phải. Dạ. Thay vì anh chạy trái qua bên kia. Dạ. À. Chứ mình đâu có biết rằng là con đường này là bao nhiêu năm nay là thầy lên xuống à, trong cái thời gian mà thầy anh nắm vô đợi tí anh chờ có giờ chờ lắm. Bước mình định cái chân thầy bước cái nhịp á. Dạ. Cái nhìn vô cái này nè, đoạn cái này mình rẽ cái này rẽ bên kia à, có cái đoạn hồi nãy mình rẽ đó, mình rẽ được cái đoạn đó. Cái chỗ này hai anh em mình quyết định lối đi nè ha. À. Lên đây cũng có một cái đường rất là đẹp này. Bước qua bên này. À. Nhưng mà mình quyết định là đi đoạn giữa này. À, leo con cái hành trình con bên kia là hình như nó đã bằng rồi nè. Dạ. Nó bằng rồi. Dạ. Đất nó bình định rồi. Dạ. Đây là còn nhịp lên nữa cho nên mình nghĩ là thầy còn nữa. Dạ. Cho nên mình mới hướng này. Đây nè, chọn này qua bên cấp đây nè. Dạ. cũng phải là về thể lực là phải dẻo dai, phải khỏe, yeah. Và phải định, yeah. Định vững lắm mới lên tới nơi rồi. Ở đây cũng có một cái lối đi nữa nè, ha, đây một cái lối đi mình không đi lối này ha, lối này đẹp hơn nè. Nếu mà mình không biết đi thì mình sẽ chọn lối này, lối dễ hơn. À, nhưng mà lại là cái lối này nó khó hơn. À, khó hơn. Dạ. Thấy cái đường này đường nước suối của nước mưa nè. Dạ. Nước mưa nó xé đất ha. Dạ. Nước mưa nó xé là mình trong cái đó bên này là chắc bình thường là rẽ bên này rồi. Nếu dạ. Có người phụ nữ nào đi theo. Dạ. Là mình sẽ dễ đi á. Dạ. Là mình sẽ rẽ đường này. Dạ. May quá có hai. Này cũng khó hơn anh ha. Ừ. Đây này. Ôi trời. Cái hai nữa là đi trong này là phải nhấc chân. Dạ. Lý do là thầy có nói. Dạ. Là đi bộ đó để nhìn xuống dưới đất. Dạ. Cái mang giày mang dép là không chịu nhìn là vướng vô dây. Dạ. Cái dây ở trên núi dây nhiều. Dạ. Ở trên núi dây nó leo mà không nhấc chân lên đó, là nó vướng vô dây. Là té liền. Cho nên phải nhìn xuống cái bước chân của mình. Ây da. Đây nè anh. Đúng đường không anh Quang? Đúng không? Hay là đi lại lối kia?
coi chừng lộn đường á, hồi nãy mình đâu có đi đây khó dữ vậy, thấy không, xuống lộn rồi mệt quá có lộn. À, mình lên lại chỗ kia, mình đi ở kia anh, lộn đường rồi. Phải không? Đúng rồi, lên lại lộn đường. Đâu? Hay đây nè, đâu có lối đi đâu, hồi nãy mình đi đường kia mà lên cái chỗ kia đó, lên lại. Bây giờ lộn đường rồi mà còn có bán chị. Mệt quá lộn đường. Lộn đường, xuống lộn đường rồi. Ồ, ở đây xoài nè, xoài nè anh Quang. Đây nè, chín rồi nè. Ừ, chín rồi. Ồ, chín rồi. Đó, đi lối đó anh Quang ơi. Ừ, đúng rồi. Chứ hồi nãy mình... Đúng không, bắt đầu đi xuống lại. Đúng chưa? À, bên này rồi đây nè, nhớ cái xài nè, xài nó bị ấy nè, rồi các bạn đi xuống đúng chưa, ngay chỗ này nè, rồi ok rồi. Anh Quang năm nay là 60 mấy tuổi rồi, rồi đó có ok, thấy Phương mà quay những cái đi núi đó anh rất là thích đó, bà con cô bán chị. Thôi bữa nay sao anh Quang đến đây thì anh cũng đã đến nơi của thầy đó, thì anh cảm thấy như thế nào? Bây giờ mới hiểu ra được chỉ duyên. Dạ. Bây giờ mới ngộ được chỉ duyên. Dạ. Chỉ duyên nó không đến tự nhiên. Dạ. Rồi nó phải do từ cái tâm. Cái dạ. Dạ. Và cái hành động. Dạ. Thì cái ngày hôm nay phải là. Dạ. Nó tụ ra cái chỉ duyên này. Dạ. Duyên hai anh em gặp nhau và. Dạ. Được đi đến nơi. Dạ. Thầy. Dạ. Đến đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con khán giả xem. Bà con khán giả đó yêu thương, đăng ký kênh và like, ủng hộ Phương để Phương có nhiều động lực ra nhiều video mới. Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại. Thôi em cũng chào anh Quang nha. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Còn nhiều chuyến khác nữa. Rồi.